Bạn đang nghe từ Phonos. Toàn chân triết luận. Tác giả Thu Giang, Nguyễn Duy Cần. Độc quyền tại Phonos. Nhà xuất bản Trẻ. Xưa kia, có một con chim sa trước cửa thành nước Lỗ. Vua Lỗ bắt về nuôi, dạy bài yến đãi nó ăn, trỗi nhạc cho nó nghe. Chim ấy không dám ăn, dám uống, sợ quá mà chết. Đó là dụng cách nuôi mình mà nuôi chim. Chớ chi vua Lỗ dụng cách nuôi chim mà nuôi chim, nghĩa là để cho nó đậu trong rừng sâu núi lạnh, hoặc ăn rắn lối bưng, hoặc ăn lúa nơi đồng, thì cuộc kết quả phải khác, lợi mà không hại. Ta nay làm như vua Lỗ ngày xưa, ta đem cái đức của chân nhân mà giảng cho Tôn Hưu, là một tên thường nhân mê muội. Bắt chuột ngồi xe ngựa, ép chim nghe chuông trống là làm kinh động mấy con vật nhỏ đó. Ta có lẽ đã làm kinh động Tôn Hưu. Trang Tử. Tựa. Nói một điều có thể cảm được mà không thể nói ra được, rất khó. Miêu tả một lẽ vô hạn bằng một thứ tiếng hữu hạn như lời nói, câu văn thì lại càng mâu thuẫn. Ấy vậy, những ví dụ cụ thể lấy theo sự thực tế hàng ngày để giúp cho ta hiểu những thuần lý trong quyển nhỏ này, chẳng qua như tấm ảnh rất thô, không nét nào là giống với sự thật. Chỉ có để cho ta hội ý mà độ hiểu cái nét hay sắc đẹp của bức tranh thiên nhiên phong phú của Bồn Cảo mà thôi. Thính giả chớ quên lẽ ấy mà lấy cái hình thô thiển vụng về kia làm sự thật. Hãy dùng trực giác mà lĩnh hội, nhiên hậu mới có thể thấu đáo được cái nguyên ý của tác giả. Có nhiều chỗ nhái đi nhái lại, đó là chỗ dụng ý của tác giả. Muốn cho thính giả dễ hiểu dễ nhớ, cần phải dụng phương pháp ấy. Về mặt văn chương thì để tự nhiên, không phọc thúc gì cả, vì rằng còn miễn cưỡng thời sự tự nhiên, e sẽ vì đó mà mất đi chăng. Cốt dùng câu văn giản dị cho mọi người đều có thể đọc, mà khỏi phải dụng công tìm kiếm. Về những chữ dùng, tác giả có mượn 5-3 chữ của các tôn giáo học thuyết. Ấy là sự bất đắc dĩ. Vì lẽ, một thứ tiếng mà dùng chung cho 3 học phái như Phật, Lão, Nho, thời tránh sao khi nói, khỏi phải hiểu lầm. Tỷ như chữ tâm mà nói, thời người học Phật sẽ hiểu theo cái nghĩa chữ tâm theo học phái họ. Người học Nho sẽ hiểu theo chữ tâm theo học phái họ. Thành ra sự hiểu lầm nhau giữa thính giả và người viết sách không sao tránh khỏi cho đặng. Sở dĩ tác giả dùng những tiếng mượn ấy là vì những chữ ấy có phần phù hợp theo ý tưởng của tác giả định nói. Song lè, vì muốn ngừa sự hiểu lầm đó, tác giả hoặc tạo chữ mới hoặc mượn chữ cũ, mỗi đều có chú thích và định nghĩa rõ ràng cả. Thính giả hãy chú ý kẻo hiểu lầm cái nguyên ý tác giả. Đây chẳng phải quyển sách khảo cứu về lão giáo hay để phê bình tôn giáo học thuyết nào. Tác giả cũng không phải đem lý thuyết mới nào nói ra. Ấy là những ý riêng của tác giả đối với lẽ đạo mà tác giả tưởng cho là đúng với lẽ tự nhiên. Trong cách lập ngôn mới xem qua, có kẻ đã bảo rằng tác giả có cái ý công phẫn rất mạnh bạo, không đặng cái vẻ ôn tồn. Nếu quả có thật vậy, thì không phải lỗi của tác giả. Thiết tưởng rằng sáng tối có xung đột nhau,
chẳng phải vì tư tâm. Phải quấy có xung đột nhau chẳng phải vì tư ý. Vả lại, mùi hương các thứ hoa, có thứ dịu dàng, có thứ gắt gỏng, đó cũng là một lẽ tự nhiên. Tác giả hôm nay, nếu trong lời lẽ có không đặn dịu dàng mà lại lắm khi gắt gỏng, thính giả cũng không lẽ trách tác giả mà không trách cây bông. Tác giả chỉ như con chim sơn ca, như dòng nước chảy. Ca vì ca, chảy vì chảy. Dầu hay dầu dở thế nào cũng là chỗ sở dĩ đó thôi. Lại nữa, thính giả hãy xem xét những ý tưởng của tác giả trong quyển sách này một cách vô tư. Nghĩa là đừng đem nó so sánh với điều mình đã đọc, đã nghe. Vì hễ so sánh thì không bao giờ hiểu đặn cái nguyên ý của tác giả. Nghĩ rằng thính giả cầm đến quyển sách nào là chủ tâm để tìm hiểu coi cái ý tác giả về vấn đề nào đó ra sao. Nhưng nếu đem nó so sánh, thì ra độc giả chỉ có đem hai tư tưởng mà đối chiếu để chọn lựa cái nào là hợp với thành kiến, với tư tưởng sẵn của mình. Thế thì bao giờ hiểu đặn cái giá thật của mỗi ý tưởng? Vì trong lúc những ý tưởng mới cũ phân tranh, thì chỗ thành kiến của ta lại trở nên chỗ đục để cho ta lui vào đó mà ẩn trú. Nhà triết học Besson có nói, triết luận là một điều rất dễ. Nếu ta không đem những thành kiến ta che ngăn giữa trí ta và sự vật. Nguyễn Duy Cần, 25 tháng 3, 1935. Quyển nhất. Chương thứ nhất, đạo, sơ luận về quan niệm đạo. Quan niệm về đạo có nhiều cách, tùy theo trình độ dân tộc, xã hội mà ra. Kẻ thì cho đạo là đấng hóa công sanh ra vạn vật, cho trời là đấng riêng biệt với vật thọ tạo, nghĩa là ở ngoài vũ trụ. Kẻ thì cho đạo ở trong vạn vật, xung khắc kiện khôn. Đạo tức là cái hồn chung của vũ trụ, cái sự sống chung của vạn vật. Nó là cái lý độc nhất vô nhị quán thông cả thời gian, không gian. Lý ấy cùng vạn vật vẫn là một. Đạo ấy chủ nơi thân ta, gọi là tâm, nên kêu rằng đạo là tâm, tâm là đạo. Hai thuyết ấy, thuyết hóa công thần chủ và thuyết vạn vật nhất thể, tuy quan niệm rất phản đối nhau, song cả hai đều hàm một ý nghĩa, giải cái lý của vũ trụ. Đạo là gì? Ấy là cái lý độc nhất vô nhị, cái linh quang sáng suốt, bất thiên bất biến, sung tắc cả không gian vô hạn và quán thông cả thời gian vô hạn, ta sẽ gọi là bản thể của vũ trụ. Vũ trụ là cái hiện tướng của lý ấy, cũng như sống là cái hiện tướng của nước vậy. Tùy phân ra mà nói, chớ kỳ thật là một. Phật giáo gọi là chân như vạn pháp. Lão giáo gọi là đạo đức. Triết học gọi là tuyệt đối, tương đối. Nói thêm, đạo, nói đây là thuộc về quan niệm vạn vật nhất thể, là quan niệm mà tác giả đã nhận là phải theo sở kiến của mình. Đây cũng chẳng phải ý soạn giả muốn định nghĩa đạo, chẳng qua là nói bóng để thính giả hội ý vậy thôi. Quay lại nội dung chính. Vũ trụ mới xem qua, dường thiên hình vạn trạng rất sai biệt, nhưng kỳ thật đồng nhất lý. Phật giáo có câu, chân như giả chỉ vũ trụ chi bổn thể, nãi bất sanh bất diệt, bất tăng bất giảm, vô thỉ vô chung.
vũ trụ chi hiện tướng hữu sanh diệt, hữu tăng giảm, hữu thủy chung, dị chi vạn pháp. Vạn pháp tức chân như tức vạn pháp. Chân như là bổn thể của vũ trụ thì không sanh không mất, không tăng không giảm, không thủy không chung. Vũ trụ là hiện tướng của chân như thì có sanh có tử, có tăng có giảm, có thủy có chung, nên kêu là vạn pháp. Vạn pháp là chân như là vạn pháp. Trời đất đều do đạo mà ra, ta có thể cảm giác đặng mà không thể thấy đặng, có thể hiểu biết đặng mà không thể nói ra đặng. Nói ra đặng không còn phải là đạo nữa, vì đạo là vô cùng, vô tận, vô lượng, vô biên. Làm sao định nghĩa cho đặng? Ta chỉ mượn một tiếng nào đó để chỉ danh. Đã là một lẽ tuyệt đối, thời muốn cảm lấy chỉ phải dùng đến trực giác mà thôi. Đạo thì tự bản, tự căn, không đâu sanh ra. Rộng ra bao nhiêu, đạo cũng bao trùm. Mà thâu nhỏ lại bao nhiêu, đạo cũng ở trong. Krishnamurti, một nhà triết học ngày nay có nói: chân lý tỉ như lò lửa đỏ, trong ấy tủa ra như pháo nổ, văng ra biết bao nhiêu đốm lửa, mà mỗi đốm ấy là ta. Ta là một điểm linh quang của đạo. Linh quang ấy tuy đã thấy có chia ra phần tử, song nó vẫn sung mãn như một toàn thể hoàn toàn. Bạn vừa nghe xong một phần của quyển sách. Để nghe phần còn lại, bạn có thể mua sách nói trực tiếp hoặc mua bằng thẻ sách khi đăng ký gói cước hội viên cao cấp của Phonos. Không chỉ tiết kiệm lên đến 60% chi phí so với mua trực tiếp, gói cước hội viên cao cấp của Phonos còn cho phép bạn truy cập vào tất cả các nội dung độc quyền hấp dẫn khác như tóm tắt sách, truyện ngủ, thiền và nhiều hơn nữa.